Khoa đang có mặt ở phía trước một cái căn nhà phố shop house 96 mét vuông, thì chúng ta có cái mặt trước tới 7 mét là các anh chị, rất là thuận tiện để kinh doanh. Thì đây chủ vừa mới gửi cho Khoa một cái căn đã hoàn thiện nội thất rất là nhiều, thì giá thuê hiện bây giờ đang rẻ nhất cái thị trường. Thì với những cái căn mà hoàn thiện bên trong như thế này thì chúng ta sẽ các anh chị sẽ không mất thời gian 1 cho tới 2 tháng mà để hoàn thiện bên trong. Thì hiện có những cái chủ cho thuê chỉ là nhà thô thôi, thì chúng ta bỏ phải mấy trăm triệu để hoàn thiện bên trong các anh chị. Thì bây giờ chủ đã hoàn thiện, và đặc biệt là những cái nội thất bên trong khá là tốt, và thiết trí và bài trí mỗi tầng nó đặc biệt, nó khác nhau, không giống nhau từ trên xuống dưới lên. Nên có những anh chị thì nói là chỉ đi vào xem là một một tầng thôi là đã biết, nhưng mà thật sự đây là những tầng đều khác nhau nha các anh chị. Thì bây giờ các anh chị cùng theo Khoa chúng ta vào bên trong để tham quan một cái căn shop house như thế nào nha các anh chị. Thì bây giờ Khoa đang có mặt ở phía tầng 1, thì đi thang bộ lên. Thì đây là một trong những cái căn mà nhà phố hiếm hoi mà chủ làm hoàn thiện nội thất bên trong để cho thuê, để cho những cái khách thuê sau chúng ta sẽ dễ dàng kinh doanh đi vào hoạt động hơn, so với mà chúng ta thuê nhà thô mà bỏ một số tiền rất là lớn để làm hoàn thiện rồi đi vào hoạt động thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Bây giờ cùng đi tham quan cái lầu 1 nha các anh chị. Đây là từng lầu thì chủ đã làm những cái thiết kế, những cái mô hình khác nhau. Đây là lầu 1. Bên đây là những cái trang nội thất, cái bếp, cái quầy. Thì ở đây thích hợp cho chúng ta làm những cái bar búp nhỏ ở đây. Đây thì chúng ta có một cái phòng này nữa. Ở đây làm cái karaoke mini cũng được đấy các anh chị. Đây thì có cái cửa làm đen. Đây là cái hành lang ban công của chúng ta nhìn ra này các anh chị. Nhìn xuống bên dưới ha. Mỗi lầu chúng ta đều có ban công hết. Thì lầu 1 thì ban công nó sẽ nhỏ hơn so với những căn lầu bên trên. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem. Thế đây là cái view phía sau lưng. Mở cửa ra. Đây. Nhìn xuống ở bên dưới. Và bây giờ chúng ta cùng đi bộ lên lầu bên trên nha các anh chị. Khoa đi từng lầu cho các anh chị chúng ta cùng tham khảo. Thì đây mình đã ốp hết rồi tường. Đây là căn 96 mét vuông các anh chị. Đây là lầu thứ hai. Anh chị thấy không? Những cái lầu thì chủ thiết kế khác nhau như vậy, sẽ ngăn ra nhiều gian. Bên tay phải là chúng ta có cái nhà vệ sinh nè. Đây. Chúng ta có hai nhà vệ sinh. Thank you.
thiết bị vệ sinh thì là tô hết các anh chị. Có nam nữ với riêng biệt luôn. Giờ chúng ta vào bên trong thì chủ làm hai phòng các anh chị. Đây, chủ ngăn riêng từng gian hết luôn. Có hai nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt. Giờ ra gian phía ngoài. Tất cả các căn các phòng ngăn ra đều có ánh sáng. Thì hầu như chủ ở đây làm khá là tỉ mỉ các anh chị. Giờ chúng ta cùng đi lên lầu 3. Đây. Đó, lầu 3 là sẽ là một bố trí một cái không gian hoàn toàn khác, là tách biệt hết luôn. Không gian rất là rộng. Đây có hai mặt thoáng luôn cái cửa này. Rồi chúng ta cùng đi ra cái cửa bên hông. Đây. Thì cái khu vực tầng này thì chúng ta tiện làm văn phòng hơn. Cùng đi bên trên tầng nữa. Là bộ hơi nhiều các anh chị. Đây, đó. Bố trí một cái không gian khác nữa nè. Đây, một cái phòng ngủ. Đầy đủ hết nha các anh chị. Tất cả đều có lắp máy điều hòa hết. Cái tủ, ban công, phòng ngủ. Đây, bên đây chúng ta có những cái vách ngăn. Đây. Thì ở cái tầng này chúng ta có cái ban công riêng rất là lớn nè. Đó. Giờ chúng ta cùng di chuyển thêm một lầu nữa ha. Đây, thì đây là cái tầng sân thượng của mình rồi. Thì tất cả những trang thiết bị chúng ta để đây bố trí. Máy nước nóng, điều hòa. Chúng ta vừa mới đi xem xong toàn cái căn shop house 96m² đang cho thuê với cái giá rất là tốt. Thì các anh chị nào mà có nhu cầu ký gửi cho thuê chuyển nhượng hay là tìm thuê mua bất động sản ở khu vực Vinhome quận 9 thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 67 66 55. Khoa sử dụng số điện thoại này cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp, Line, LinkedIn. Hiện Khoa đang có rất là nhiều căn shop house cho thuê, cùng với đó là phân khu cho thuê của căn hộ. Các anh chị hãy vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi những video clip mà Khoa làm về nội thất bên trong, đặc biệt là tập trung cho khu Vinhome quận 9 của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.